Madam Phan dùng tiền hạ tuyển nữ Việt Nam nhưng bất thành, nhận mưa lời khen từ cộng đồng mạng vì một hành động. Tuyển nữ Việt Nam vừa đánh bại Thái Lan 2-0 sau khi bà Phan dùng tiền treo thưởng bất thành, nhưng người Thái vẫn chưa hết cơ hội. Madam Phan, nữ tỷ phú Doan Phan Lam Sam, trưởng ban tuyển chọn huấn luyện viên và trưởng đoàn đội tuyển Nam Thái Lan, lại dùng cho pin tiền hòng đánh bại tuyển nữ Việt Nam để giành vé đi World Cup nhưng bất thành. Đâu phải cho pin tiền dội xuống là thắng. Sau khi đạt được ý nguyện biến tuyển Nam Việt Nam thành cựu vô địch AFF Cup, thì nay bà Phan tiếp tục muốn đội tuyển nữ Thái Lan cũng đè luôn tuyển nữ Việt Nam. Bà Phan trao giải thưởng 2 triệu bạc, tương đương 1,36 tỷ Việt Nam đồng nếu tuyển nữ Thái Lan thắng Việt Nam. Bởi vì đánh bại tuyển Việt Nam ở trận playoff thứ nhất, Thái Lan rất sáng cửa đi World Cup 2023. Nó rất đẹp vì hai lần gần đây nhất, Thái Lan cũng đã dự World Cup 2015 và 2019. Tuy nhiên, Thái Lan không phải dễ đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam khi đội được huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là sát thủ đối với các đời huấn luyện viên tuyển nữ Thái Lan. Lần này cũng thế, huấn luyện viên Mai Đức Chung lại dẫn đội nữ Việt Nam thắng tuyển nữ Thái Lan 2-0 ở trận đấu playoff đầu tiên tranh vé đi World Cup. Thực tế, theo quan sát của chúng tôi, trước cuộc chạm trán El Clasico Đông Nam Á này, Việt Nam hay hơn tuyển Thái Lan. Tuyển Việt Nam là một đội đang trẻ hóa chơi cùng nhau qua các giải lớn như vòng loại Olympic Tokyo, vòng loại Asian Cup, SEA Games và nhiều giải khác. Tính năng ý của tuyển Việt Nam cao hơn, cầu thủ đồng đều hơn. Ngược lại, tuyển Thái Lan chơi không có đột biến, nhiều cá nhân nổi bật ở những thời điểm cần tỏa sáng. Bà Phan dùng tiền dự tính đè bẹp đội nữ Việt Nam, nhưng nó đã thất bại, không như hồi AFF Cup 2020. Ở một diễn biến khác, nữ tỷ phú cũng vừa có động thái đánh giá cao chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đông Nam Á rung chuyển kết thúc trận đấu vòng loại World Cup Việt Nam 3-1 Trung Quốc. Madam Phan, tên quen gọi của bà Lam Sang, viết trên trang cá nhân. Dòng trạng thái của bà Lam Sang nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ Thái Lan. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến đánh giá thấp chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Đáp lại, vị nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đã đề nghị những người này bình tĩnh và lịch sự. Bà Lam Sang cho biết rất hạnh phúc và trân trọng thành công của các đội bóng Đông Nam Á. Madam Phan sinh năm 1966 tại Bangkok, tốt nghiệp chuyên ngành marketing tại Đại học Chulalongkorn danh tiếng. Sau đó, cô học thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston. Doan Phan Lam Sam thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lam Sam quyền lực. Ngân hàng Kasikorn Kaibank là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Thái Lan, thuộc quyền sở hữu của gia tộc Lam Sam với tài sản 98 tỷ đô. Madam Phan là người thừa kế khối tài sản kết xù này. Phong cách thanh lịch sang trọng của Madam Phan truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ Thái Lan. Trước khi trở thành nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Phan giữ chức chủ tịch đội bóng Pro Football Club. Bên cạnh đó, Phan từng giữ chức trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan tham dự World Cup 2019 và nổi khắp các diễn đàn bóng đá lớn nhỏ với khoảnh khắc bật khóc khi đội tuyển ghi bàn đầu tiên. Nữ tỷ phú đã đầu tư 65 tỷ đồng cho công cuộc thúc đẩy bóng đá nữ Thái Lan. Phan khẳng định, bóng đá vẫn là niềm đam mê chính, tình yêu lớn trong cuộc đời mình. Trong công việc, Madam Phan luôn thể hiện bản thân là người nghiêm túc, chuẩn chỉ. Phan nổi tiếng là lãnh đạo luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của các vận động viên dưới quyền quản lý của mình. Trước đó, để động viên tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Manu Pokin trong trận bán kết AFF Suzuki Cup 2020, Madam Phan đã chuẩn bị 15 phần quà, gồm iPhone 13, túi sách và đồng hồ của những thương hiệu cao cấp. Nữ tỷ phú đã vung hơn 1 triệu bạc, gần 700 triệu đồng cho sự kiện nhỏ này.